Mở cửa ra cho ánh sáng vào phòng, năm cùng em thấy và cùng chơi mưa vòng. Các cô nhân viên Xa khen là cùng sao mình nói ai ú hôm nay mình sẽ làm hoa tẩm tú tất cậu. quá. Hôm nay mình sẽ làm hoa tẩm tú câu. Xin chào các bạn đã đến kênh VV Channel. Hôm nay mình sẽ làm bông hoa tẩm tú cầu. Bông hoa tẩm tú cầu. Nhà bạn nào có khẩu trang này nhớ bình luận ở bên dưới. Mình sẽ chỉ các bạn làm bông hoa tẩm tú cầu từ khẩu trang. Đây khẩu trang này. Các bạn muốn lấy màu gì cũng được nha. Khẩu trang màu gì cũng được. Nhờ mình thì mình thích màu xanh. Nhưng mà lấy màu xanh. Ok. Nhân vật chính của mình là ba bóng này. Ô ba hay bốn trời. Đây là cái cây kim, còn đây là cái đốt xếp, còn đây là khẩu trang, còn đây là tờ giấy. Tặng cho các bạn á. Rồi giờ mình sẽ chuẩn bị làm. Các bạn giờ mình sẽ cắt mấy cái này thành một cái ô vuông với các bạn. Các bạn cắt xấu không sao. Ai không có kỹ thuật cũng cắt được với các bạn. Rồi đó. Không biết cầm mấy tôi thế nào cho nó. Ok, nên hơi cắt đại. Khúc này sao nó dai. Nó dai. À, rớt rồi. Mình cắt luôn nha các bạn. Mình cắt luôn hai sợi dây. Ê, làm xích đu được á. Làm xích đu được á. Tu ngồi lên tu. Hay dạo đây là cái mình nè, ngồi lên tu. Các bạn giờ mình sẽ banh ra nha các bạn. Bộ hơi bắt. Oh my god. Mỗi cái đều có hai miếng nha các bạn. Các bạn muốn lấy màu xanh hay là màu trắng cũng được. Mình sẽ lấy hai màu luôn. Mỗi màu một cái. Đó, các bạn xếp vô cái nó bằng cái chơi nó bằng cái dưới rồi các bạn banh nó ra, banh ra. Các bạn kéo này, cái dây kéo này già quá. Bạn giờ mình cắt làm đâu với các bạn, nó dai. Thôi làm từng miếng đi chứ làm một. Các bạn mình đã nhìn một kỹ thuật mới, mình sẽ gấp đôi dạy hai tờ giấy giống nhau, mình sẽ gấp. Rồi mình sẽ thật là kéo vô. Đó. Các bạn mình cắt thành một hình như vậy này. Nó sẽ cấn từng miếng. Ủa sao có miếng nhỏ miếng bự là sao trời. Đi. Đá giấy. Các bạn giờ mình sẽ tròn và tập dẹp rồi nha các bạn. Nhưng mà các bạn đập dẹp ít thôi. Nó mình nó sẽ tròn được. Cục này bự quá. Xe cách nào cũng không được. Các bạn giờ mình sẽ ịnh nó xuống mình để mình làm bông hoa tẩm tú cầu nha. Ịnh nó xuống rồi. Bỏ đây con, bỏ cùng đây ra coi. Đợi đây nha. Được chưa trời. Hèm xíu. Đấy đó, được rồi đó. Ê, mình điên à. Bên đây chưa đều. Giờ mình sẽ làm các bạn. Giờ mình
thì cái thứ hai là các bạn mình sẽ để đây. Các bạn có làm tuần tự như vậy nha. Tuần tự là sai. Các bạn có làm tương tự vậy nha. Nó ngọng quá. Ngọng quá, người lớn rồi còn nói ngọng nữa. Mẹ mình bị đó ngọng quá các bạn ơi. Mẹ mình ơi. Rồi đó các bạn, mình làm sắp xong rồi nè. Và mình có liên tục mà lấy cái này, mình cứ liên tục mà lấy cái miếng này á, mình bỏ vô cái đất sét rồi mình lấy cái tâm mình ịn xuống vậy đó, cứ liên tục rồi mà dạy nha các bạn. Các bạn lấy tâm dài hay tâm ngắn gì cũng được nha. Đó, các bạn có làm liên tục vậy. Trời ơi, các bạn coi ở dưới đây sao đủ làm nữa. Có đúng như đây à. Thôi lỡ rồi làm hết luôn. Rồi cái sao cho cái màu trắng. Cái bông hoa này cũng nhiều lắm rồi đấy. Gán lại một xíu nữa. Các bạn ơi mình mỏi tay lắm luôn rồi đó. Tôi đây không chờ bạn nữa chứ. Vậy tôi uống đi, uống nha. Trở về, mở cửa. Đóng cửa. Bỏ đồ. Mình sẽ làm tương tự giống như cái thứ một. Mình sẽ để cái tờ giấy này lên. Ấn. Đó, các bạn phải ấn giống như cái bên này. Ở đây như cái bên này nè, ăn miếng. Đó, giờ mình sẽ ráp vô câu được chưa cho các bạn. Các bạn đừng làm cái thân cây cho cái hoa bên kia bạn, nha. Giờ mình làm lá này các bạn. Giờ mình làm cái nơ. Đẹp hay không? Giờ mình sẽ làm cái nơ gắn lên nơ mà làm màu hồng nha. Thế nam tính. Trước tiên mình sẽ xe. Xe cho nó dài. Các bạn xe cho hai đầu nó bằng nhau. Các bạn thấy cái hành trình nó xe không? Rồi vậy được rồi nha các bạn. Rồi các bạn sẽ làm vậy cho nó. Nhưng mà hai cái này nó phải bằng nhau nha các bạn. Đó. Rồi hai tay các bạn bóp vậy. Chéo qua trước. Đúng. Rồi các bạn làm vậy rồi các bạn bóp xuống. Hành cái nơ hơi xấu nha, không sao. Các bạn cầm nhẹ tay thôi nha, đừng có cầm mạnh quá, để chính giữa xuống. Ừ, vậy đó.
Bo shit ai không đơm. Xin chào các bạn, đây là hai cổ đèn. Ê lộn 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 lộn, hoa tẩm tú cầu. Các bạn nhà bạn nào mà có khổ trang dư quá thì nhớ làm giống mình, mở kênh VV Channel làm nút xét lên, coi tìm cái clip. Và các bạn muốn làm cái nào thì các bạn tìm clip nào á. Các bạn làm xong các bạn nhớ chụp hình gửi cho mình coi để mình coi đẹp hay không, mình chỉ. Mình coi coi còn hiếu hiếu cái gì hay không. Các bạn muốn làm mình, các bạn muốn mình làm một hát gì nữa thì nhớ bình luận ở bên dưới. Cứ muốn làm một hát màu gì thì cũng nhớ bình luận ở dưới. Các bạn muốn mình làm gì thì nhớ bình luận ở bên dưới hết nha các bạn. Hẹn gặp các bạn clip tiếp theo. Bye bye. Các bạn nhớ like, share và đăng ký ủng hộ mình nha. Hẹn gặp các bạn với các clip tiếp theo.